Thưa quý vị khán giả, quý vị đang cùng với Thanh Phương đến với chuyên mục Bạn có biết. Thưa quý vị, tăng trưởng của các thành phố ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đang lèo lái nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam có thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 100 thành phố có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là kết quả nghiên cứu do Viện Brookings công bố trên hãng tin Bloomberg Mỹ. Ở khu vực Đông Nam Á có 4 thành phố khác được lọt vào top, đó là Jakarta của Indonesia, Manila của Philippines, Bangkok Thái Lan, Kuala Lumpur của Malaysia. Vào lúc 20 giờ tối nay và tối ngày mai ngày 17 tháng 7 tại rạp Công nhân Miniso của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao trên sân khấu Sen Việt đầu tư tổ chức. Duyên lắm người ơi gồm có các tiết mục Vịnh Khúc Hoài Lang, ca cảnh Nỗi lòng của mẹ, hài kịch nhân dân Tình em duyên chị, trích đoạn Đời cô lựu, trích đoạn Hồ Quảng Động Trác cưới vợ. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ Hoài Linh, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Thuận, Trấn Thành, Trường Giang, Hoa hậu Diễm Hương, quán quân chương trình Cười Xuyên Việt, Dương Lâm, Thi Trang, Lê Hồng Thấm, Hoàng Quốc Thanh. Và đây sẽ là một món quà vô cùng tuyệt vời dành cho những vị khán giả đã yêu mến nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Sơ diễn như một góc nhỏ chứ không phải là một bức tranh toàn cảnh về hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao, đã làm bản diễn hài rất duyên dáng của bà. Hầu hết các tiết mục đều là các cảnh hài kịch mang màu sắc cổ dân gian, mà khởi nguồn từ vai Bảy Cán Vá của vở Đời Cô Lựu, như sự đánh dấu một nhánh rẽ vào con đường diễn hài của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao. Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận cho Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Quần vợt thành phố tổ chức giải quần vợt trẻ quốc tế U18 ITF Junior Circuit Ho Chi Minh City Grade 5 năm 2015. Thời gian tổ chức từ ngày 18 cho đến ngày 26 tháng 7 tại câu lạc bộ quần vợt Phú Thọ số 215A đường Lý Thường Kiệt, quận 11. Tham dự giải gồm các vận động viên các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Hoa Kỳ, Uzbekistan, Philippines, Hồng Kông, Trung Quốc, Đức, Áo, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Ý, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Pakistan và Việt Nam. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của chương trình Thành phố hôm nay.